Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta hãy cùng tô màu cho bức tranh về hình ảnh một chiếc túi rất là to nhé. Chúng ta hãy cùng bắt đầu thế nào. Mình sẽ tô màu đỏ và những hoa hồng ở đây. Mình sẽ lấy màu xanh tô vào đây. Sẽ tô màu xanh nhạt vào đây. Mình sẽ tô màu này cho chiếc túi nhỏ bên ngoài.